Để ủng hộ kênh Thư viện Lập trình, các bạn đừng quên bấm đăng ký và bấm vào cái hình cái chuông này để bật thông báo mỗi khi kênh Thư viện Lập trình có post thêm một cái video gì mới. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Thư viện Lập trình trong chủ đề Adobe Photoshop CC 2021. Đây là bài học thứ 5. Trong nội dung bài học này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một số công cụ dùng để điều chỉnh màu sắc một cơ bản. Chúng ta sẽ đi ngay vào nội dung của bài học. Công cụ đầu tiên tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là công cụ Brightness. Thì để sử dụng công cụ này, chúng ta vào menu Image, Adjustment và chọn Variant. Thì cái Variant này nó chỉ có hai cái thông số thôi, đó là Variant và cái Saturation. Thì cái Variant này có nghĩa là cái độ rực rỡ, còn cái Saturation này là độ bão hòa. Thì cơ bản các bạn hiểu như là các bạn càng kéo cái Variant này về bên phải á, thì cái màu sắc nó sẽ càng rực rỡ hơn. Đây các bạn nhìn thấy này, màu sắc của tổng thể cái bức hình. Và kéo về bên trái thì cái nó sẽ độ giảm cái độ rực rỡ. Đấy. Bây giờ tôi sẽ, còn ở chính giữa của nó là số 0 là nó sẽ bình thường như tấm ảnh đang có như thế nào thì nó sẽ như vậy. Còn cái saturation thì các bạn càng kéo lên thì nó càng đậm màu, đây là độ bão hòa. Và kéo về bên trái á, thì nó sẽ càng ít màu đi. Đây các bạn nhìn thấy là đấy, nó đậm tới mức mà cháy màu luôn. Còn kéo về bên trái thì nó sẽ giảm xuống gần như là thành trắng đen luôn. Đấy. Đây, đây độ bão hòa, còn trên là cái độ rực rỡ. Thì đó là cái công cụ thứ nhất. Các bạn chú ý là tất cả các thao tác này nó sẽ affect lên cái layer các bạn chọn nha. Cho nên là chúng ta chọn layer nào thì chúng ta xài công cụ này nó sẽ tác động trực tiếp đến cái layer đó luôn. Đây. Hoặc là các bạn chọn một cái vùng chọn nào nó cũng sẽ tác động trực tiếp lên cái vùng chọn đó. Thì cái khái niệm liên quan tới vùng thao tác chúng ta đã học trong bài học số 1 rồi, các bạn cần phải chú ý mọi thao tác nó đều tác động đến cái vùng chúng ta đang chọn, bất kể đó là layer, vùng chọn hay là cái gì khác. Rồi, công cụ thứ hai cũng ở trong menu Image Adjustment, đó là công cụ là Hue Saturation. Cái công cụ này nó có rất là hay. Ở đây chúng ta sẽ có 3 thông số, đó là Hue, Saturation và cái Lightness. Thì cái Hue này có nghĩa là nó giống như là một cái chuyển đổi hình ảnh. Các bạn cứ tưởng tượng như nhìn nhìn trên đây là giống như một cái cầu vồng hình ảnh. Thì khi có cầu vồng hình ảnh này các bạn kéo đi thì tất cả các cái màu ở trên tấm hình của bạn nó bị đổi theo. Có nghĩa là nó giống, tôi nói sao dễ hiểu nhỉ? Các bạn nhìn thấy đây. Nó có hai cái thanh line dưới đây nè. Bên các bạn nhìn theo con chuột tôi nè, nó có hai thanh line thể hiện màu trên với màu dưới nè, nó đang đồng nhất như thế này. Nhưng mà khi các bạn kéo đi á thì cái nó sẽ bị lệch màu. Các bạn tưởng tượng như bây giờ tôi kéo sang bên phải một chút. Đấy, thì các bạn nhìn thấy nè, vốn dĩ á ngay chân con chuột, cái chỗ con chuột của tôi nè, vốn dĩ cái chỗ ban đầu đang là màu đỏ thì hiện tại màu của nó đã lệch sang màu vàng, gần vàng vàng. Do đó là những cái chỗ màu đỏ nè, các bạn thấy nó chuyển sang màu vàng. Và tương tự như vậy, chỗ nào màu xanh thế nó đang chuyển vàng hồng. Rồi chỗ nào mà màu xanh dương này nó đang chuyển thành dần dần thành màu xanh đậm thì nó sẽ apply trên toàn bộ cái tấm hình này luôn. Đấy. Rồi các bạn nhìn thấy nếu mà tôi kéo nữa nó sẽ chuyển đổi mạnh hơn nữa đó, lúc đó nha, là cái chỗ đáng lý là màu xanh lá cây à, nó đang chuyển thành màu tím hẳn luôn. Các bạn nhìn thấy cái chỗ, những cái chỗ màu xanh lá cây nè đó. Thì cái huê này nó có tác dụng là như vậy, cơ bản là nó dịch chuyển màu, dịch chuyển toàn bộ màu luôn đó. Thì màu nào nó sẽ thành màu mới nào, các bạn nhìn thấy trên cái công cụ này, cái thanh trên và thanh dưới, thanh trên là màu gốc, thanh dưới là màu tương ứng và đã bị kéo chuyển đi các bạn. Rồi chúng bấm không thì nó trả về bình thường. Rồi còn cái saturation thì ra độ bão hòa màu thì nó giống như cái saturation lúc nãy thôi. Cái kéo về bên phải thì nó sẽ tăng cái độ bão hòa lên, đó, nó đậm lên. Kéo về bên trái thì nó sẽ giảm cho tới khi bằng không luôn, thì trở thành ánh trắng đen. Đấy, nó sẽ tăng giảm độ bão hòa của màu. Và cuối cùng cái lightness, đây là cái độ sáng. Độ sáng này không phải là độ sáng của từng điểm màu mà độ sáng cái độ sáng của toàn bộ cái ảnh này, để cho các bạn hiểu cái này đây. Đấy. Độ này là độ trắng đen, gọi là nó thêm 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 màu sáng, thêm màu trắng vào hoặc là thêm màu đen vào trên toàn bộ tấm hình. Các bạn giảm sáng toàn bộ tấm hình này, tăng sáng toàn bộ tấm hình này. Đấy, cái này nó cũng không tính gọi là sáng nữa. Cơ bản là nó cũng khó tìm cái từ nào trong tiếng Việt để mô tả cái này lắm. Thì các bạn cứ thị phạm, các bạn nhìn thấy và các bạn hiểu nó ý nghĩa nó là dễ nhất. Đấy, các bạn nhìn thấy đây, đấy, nó bị xòe nhòe trắng ra, còn đây nó bị ám đen. Đấy, thì tùy vào mục đích của chúng ta, thì đó là cái cơ bản. Ngoài ra cái công cụ Hue Saturation này nó còn, các bạn chú ý là các bạn chúng ta đang thao tác trên cái kênh là Master,
Có nghĩa là apply lên toàn bộ cái gì chúng ta đang chọn luôn. Ngoài ra là các bạn nhìn thấy đây nó còn chia ra 6 cái kênh màu. Thì 6 kênh màu này là 6 kênh màu cơ bản trong Photoshop, nó bao gồm có 3 cặp màu đối ngược với nhau. Thì cặp màu đối ngược là sao? Các bạn tí nữa sang cái công cụ Color Balance thì các bạn sẽ nhìn thấy. Các bạn ví dụ như là chúng ta đang còn master thì nó sẽ apply lên toàn bộ. Ví dụ chúng ta chọn cái kênh là kênh màu red, tức là màu đỏ. Đấy. Thì chúng ta thao tác ở đây là lúc này nó chỉ apply lên cái màu đỏ thôi, lên sắc độ đỏ thôi, các bạn chú ý nhìn thấy nè. Ví dụ như tôi tăng giảm cái saturation lên. Đấy. Thì những cái điểm mà nó liên quan tới đỏ nó sẽ thay đổi, nhưng những tất cả những cái điểm ảnh khác là gần như không thay đổi gì hết, các bạn nhìn thấy không? Đó. Đó. Thì cái có nghĩa là giờ tôi sẽ chọn màu là yellow. Đó, thì khi tăng giảm lên nó sẽ apply lên cái yellow thôi. Các bạn nhìn thấy nè, cái chỗ mà vàng nè, đấy, nó tối hù lên và nó sẽ ám trắng lên này. Đó. Giờ. Đó. Thì đây là cái kênh thôi, cái kênh target màu. Đó, đây là kênh master là tất cả, hoặc là cái tên màu tương ứng đỏ, vàng, xanh lá cây, màu xanh dương, màu blue và màu tím. Mà blue này là màu xanh đậm, màu cyan này là kiểu màu xanh nói sao nhỉ? Đây nè, cái màu xanh này nè. Cái màu chỗ con chuột đây nè, đấy là màu xanh nè. Còn kéo bên đây chút, đây là màu xanh dương đậm, kiểu giống như màu xanh dương nhạt và màu xanh dương đậm đó. Hay còn gọi là màu lam và màu xanh dương đậm vậy đi. Còn cái magenta này là màu tím. Rồi. Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái hai là trong cái công cụ này có cái hình cái bằng tay đây, các bạn nhìn thấy không? Bằng tay chỗ mũi tên qua lại này. Thì ví dụ tôi chọn kênh master nha. Đây, rồi tôi chọn cái kênh bàn tay này. Thì cái bàn tay này ở đây nó có tác dụng là nó dùng để tăng giảm cái saturation này nè, bằng cách là chúng ta đè click rồi kéo qua sang phải theo cái mục tiêu của chúng ta. Ví dụ như các bạn nhìn thấy là cái mục tiêu của chúng tôi, mục tiêu mà tôi muốn làm là cái chân cái chỗ này nè. Đấy, cái chân cái chỗ màu xanh dương của cái thuyền này nè. Tôi click vô. Sau đó tôi kéo sang phải thì nó sẽ tăng cái saturation lên. Tôi kéo sang phải trái thì nó sẽ giảm saturation và nó chỉ giảm theo cái đúng cái điểm màu mà tôi chọn thôi. Điểm màu chứ không phải là cái chỗ mà tôi chọn nha. Ví dụ như các bạn nhìn thấy chỗ nào nó ám xanh là nó sẽ đi theo hết. Đó. Đó, kiểu như vậy. Thì đây là cái cách chúng ta chọn màu mà nó không xác định chính xác kênh màu dựa trên cái gọi là chúng ta dùng mắt để nhìn á. Ví dụ chúng ta chọn ngay chân cái đỏ này, click kéo sang phải đó. Thì tất cả những cái chỗ cam đỏ gì đó nó sẽ bị ảnh hưởng theo hết. Đấy, ví dụ tăng đỏ lên, giảm đỏ xuống. Đấy. Đấy, nhìn giảm đỏ xuống nhìn cho nó giống như đồ cũ rồi đó. Đó, thì đó cái cách này cách thao tác chúng ta nhanh. À, còn ba cái dấu chấm này thì để trong những cái mục nâng cao một tí thì tôi sẽ nói. Thì công cụ hay saturation này các bạn có vài cái phương pháp sử dụng cơ bản như vậy thôi. Đó. Mặc dù cơ bản như vậy nhưng mà khá là đáp ứng được gần như mọi cái nhu cầu thông thường hết rồi. Rồi. Kế tiếp chúng ta sẽ đi sang cái công cụ là Color Balance, là cân bằng màu sắc. Đây. Thì cái công cụ Color Balance này ở đây các bạn nhìn thấy đây là nó có tổng cộng là 6 màu này. 6 màu nhưng mà có 3 cặp màu. Tại sao gọi là 3 cặp màu và gọi là 3 cặp màu đối lập? Ví dụ như là cặp màu cyan này với cái màu đỏ là đối lập. Có nghĩa là sao? Khi mà chúng ta tăng đỏ lên thì nó sẽ giảm cái cyan xuống và ngược lại cái tăng cyan lên thì nó tất cả các sắc đỏ nó sẽ bị giảm xuống. Kiểu như vậy, ý là nó ngược lại như vậy. Tương tự với cái màu tím này, màu hồng tím này nè, với cái màu xanh lá là nó ngược lại nhau. Khi các bạn tăng color tím lên thì những cái chỗ ám màu xanh lá nó sẽ giảm ngược và ngược lại. Thì đây là cân bằng, các bạn có thể ví dụ như cái tấm hình chúng ta chụp ấy, các bạn thấy nó bị ám màu vàng, ám màu xanh, ám màu đỏ hay gì đó, do cái đèn hay đèn đường hoặc là môi trường kiểu gì không biết mà cái hình nó bị ám màu. Thì các bạn nhìn vào cái độ màu sắc đối lập á, thì các bạn cần tăng cái màu đối lập lên thì cái màu ám của chúng ta nó sẽ bị mất đi. Đó, đa số ví dụ như cái hình mà bị ám vàng chúng ta kéo về xanh lên thì nó sẽ tự nhiên nó sẽ mất cái ám vàng đi. Và cái cách chúng ta cân bằng màu ở đây á, là chúng ta cân bằng ba cái tông, cái ton. Ton thì nó có 3 ton thôi, nó là tông tối, tông sáng và tông bình thường. Thì thông thường mặc định cái bạn mở lên nó sẽ chọn cái tông bình thường của các bạn. Ví dụ các bạn muốn thao tác tông tối. Tối ở đây có nghĩa là khi các bạn tăng sắc, lúc này khi chúng ta chọn cái tông shadow rồi, tông tối rồi, khi các bạn tăng sắc độ đỏ lên các bạn nhìn thấy là nó sẽ tăng cái sắc độ đỏ theo kiểu rất là đậm tối. Đó. Và ngược lại, bây giờ tôi cũng sẽ chọn cái tông sáng, tông highlight nè. Bây giờ chúng tôi cũng tăng cái sắc đỏ lên.
Các bạn nhìn thấy là cái màu nó tăng lên, đó là màu đỏ sáng. Đó, thì đó là cái tông màu khác nhau của nó. Rồi, và cái công cụ Color Palette này dùng để cân bằng màu sắc này thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó, có ba cặp màu đối lập, cứ tăng cái này để giảm cái kia và ngược lại. Rồi, chúng ta có thể chọn tăng ở những cái tông màu là tối bình thường hay là tông màu sáng. Vậy là kết thúc cái color balance này. Cái tiếp là cái có clap white này, tôi sẽ bỏ qua nha. Cái photo filter. Cái photo filter này đây cơ bản các bạn hiểu như là dùng chúng thường thường là để áp lại cái việc mà chúng ta muốn nguyên cái tấm hình này nó bị ám một cái màu nào đó mà chúng ta mong muốn. Nghĩa là đôi khi cái việc mà bị ám một cái màu là có chủ đích chứ không phải là do lỗi ảnh. Ví dụ như khái niệm như là màu ấm, độ ấm và độ lạnh, thì có màu ấm, màu lạnh khác khác nha. Các bạn nhìn thấy là trong cái filter nè, các bạn nhìn thấy là trong filter này nó có nè, có warm filter, cooling filter đó, và trong đó là có những cái filter theo những cái màu, ví dụ như màu đỏ, mà cái đây là sáu cái màu của nó bình thường của nó nè, sáu màu. Rồi màu đỏ đậm, màu đỏ sâu á, deep red gì đó. Bây giờ tôi sẽ thử từng cái cho các bạn nha. Ví dụ đầu tiên cứ để là warm filter 85. Giờ chúng ta sẽ tăng cái đích của nó là cái đích density. Cái density này cần tăng nó lên nè. Ví dụ như nè, các bạn nhìn thấy là tăng lên thì cái độ ấm, cái màu ấm của cái tấm hình sẽ tăng lên. Đấy, các bạn nhìn thấy là màu ấm nó tăng lên. Các bạn chú ý là đây không phải là cái màu chúng ta, cái chỗ color này nha. Chúng ta đang chọn filter, độ ấm của nguyên cái tấm hình nó sẽ tăng lên, tất cả tông màu nó sẽ ấm lên hết. Và đây chúng ta có ba cái bộ filter liên quan tới ấm. Bây giờ chúng ta chơi lạnh nè. Đó, thì khi lạnh này các bạn thấy là độ 25 là bình thường của nó, thì khi chúng ta tăng lên thì nó sẽ tăng cái màu lạnh lên. Các bạn cứ tưởng tượng nó đó, khái niệm màu lạnh nghĩa là tạo cho không khí nhìn nó y như là mùa đông vậy đó, gọi là màu lạnh đó, màu lạnh. Và thấy không, cứ tăng lên. Rồi thì cái nếu để tăng cao như thế này, để 100% như thế này luôn, thì các bạn chọn loại filter thì nó sẽ tự động apply 100% của từng loại filter luôn. Rồi đây là chúng ta không thích cái filter có sẵn này, chúng ta có thể tăng cái hòa gọi là ám màu theo màu chủ đích, là ám theo màu đỏ, màu vàng, này là màu cam, ám theo màu xanh, vân vân. Đó, ví dụ như là màu màu đỏ đậm, màu xanh đậm, tùy thôi, tùy chúng ta. Đấy, kiểu như thế này đấy. Đó, thì chúng ta thì cái cách này có thể các bạn sẽ tạo ra được những cái bức ảnh có màu ấn tượng. Ví dụ như chúng ta kéo màu như này, nhưng mà chúng ta chỉ kéo màu cho nền thôi, chúng ta tách những cái gương mặt người này nè lên thành một cái laser khác, lúc đó nó sẽ chỉ tác động lên nền thôi, thì nó sẽ tạo cái nền chúng ta có một cái màu nó ấn tượng gì đó. Thì chúng ta đó là cái bộ photo filter này đấy. Thì cái chỗ cái chúng ta có thể chọn là tăng giảm density theo cái filter này trong cái tùy chọn này, hoặc là chúng ta chỉ định theo cái màu mà chúng ta muốn luôn. Ví dụ như bây giờ tôi muốn chỉ định cái màu như thế này, không vàng không xanh gì đó, đó thì như này kéo lên đó. Ví dụ nó như thế này, nó đủ độ ấm, kiểu giống như là màu này khó diễn tả quá, không biết là mùa nó cũng không phải mùa đông, không phải chiều, cũng không phải sáng. Tùy thôi, tùy vào cái mục đích sáng tạo của chúng ta, chúng ta cứ sử dụng công cụ đó cho hợp lý thôi. Rồi thì các bạn vừa đi qua các cái công cụ xử lý màu cơ bản trong Photoshop CC 2021. Các công cụ này hầu như đều có từ phiên bản Photoshop CS. Tôi không nhớ CS nào, nhưng mà chắc chắn trong CS 6 là có, và tất cả các cái phiên bản về sau cũng sẽ có hết. Đó, nó bao gồm là Variant, Hue Saturation, Color Balance, Photo Filter. Đó, thì bốn công cụ này là bốn công cụ dễ dùng và đáp ứng được gần như mọi nhu cầu của các bạn rồi. Thì trong đây tôi bỏ qua cái Black White Channel Mixer với Color Lookup này. Thì tại sao? Tại nó mục đích sử dụng của nó hơi là lạ một tí. Thì tôi sẽ giới thiệu trong những cái video khác. Rồi, ngoài ra trong cái menu email này, các bạn có thể nhìn thấy đây nó có ba cái công cụ nhanh, nó gọi là Auto. Thì có Auto Tone, Auto Contrast và Auto Color. Thì Auto Tone nó sẽ tự động nó chỉnh lại, nếu mà tông màu trên cái hình của các bạn nó bị ví dụ như lệch, nó sẽ tự động nó cân bằng tông lại. Tương tự ở đây nó cũng có cái chế độ tự cân bằng cái độ nét, đó là contrast, và cuối cùng là tự cân bằng màu sắc. Cái tự cân bằng màu sắc này ở đây là nó giống như cái tấm hình của các bạn nó quá nhiều màu xanh dương,
kiểu giống như các bạn chụp vào trong cái môi trường nào, người ta để đèn sao mà toàn là màu xanh dương đi đó, thì khi bạn dùng auto color này nó sẽ tự động nó cũng giống y như là nó sẽ tự động nó tăng màu vàng lên để giảm màu xanh dương lại đó, nó sẽ tự tự động cân bằng màu sắc, các bạn có thể chủ động. Thì nếu mà sau khi dùng ba cái công cụ này mà không được như ý thì các bạn xài những công cụ mà tôi giới thiệu nãy giờ để mà chủ động điều chỉnh, vậy là xong rồi. Thì cái nội dung của bài học ngày hôm nay đấy bấy nhiêu đó thôi, các bạn cứ thực hành và làm quen từ từ cho nó quen. Cảm ơn tất cả các bạn.